Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 2, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk thông tin đang xác minh vụ việc người dân tố cáo hai thanh niên hiếp dâm cháu gái 15 tuổi trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, anh NVH trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phản ánh việc cháu ruột của anh là TNMC sinh năm 2009 trú thành phố Buôn Ma Thuột bị một số đối tượng hãm hiếp. Theo anh Hát, trước đó gia đình và nạn nhân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời gửi cho bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk phản ánh về vụ việc này. Công an đã mời hai cậu cháu lên làm việc. Theo đơn tố giác vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, MC cùng một bạn nữ đến phòng trọ của DHT sinh năm 2003, ông HV, ông C, phường EA Tam, thành phố Buôn Ma Thuột chơi và ăn uống. Cháu MC bị ép uống nhiều nên mệt nằm nghỉ ở phòng trọ. Khoảng hơn 11 giờ đêm, ông C vào phòng dùng vũ lực và đe dọa cháu MC phải cho ông này quan hệ tình dục. Cháu MC đã bị ông C quan hệ tình dục 2 lần khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 Ông HV lại vào dùng vũ lực quan hệ với cháu một lần. DHT thấy ông HV, ông C dùng vũ lực để thực hiện hành vi với cháu MC nhưng không can ngăn. Lúc này cháu MC mệt quá ngủ thiếp tới sáng rồi mới ra về. Sau khi sự việc xảy ra, người cậu đã dẫn cháu MC lên công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột trình báo, đồng thời gửi đơn tố giác tội phạm đối với hai đối tượng trên. Được biết bố mẹ cháu N đang làm ăn xa nên ông Hát đại diện gia đình để tố cáo những người đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu mình. Ngày 22 tháng 1, anh Hát nhận được văn bản của tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo đã tiếp nhận và chuyển đơn về vụ việc tới giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk để xem xét giải quyết theo quy định. Đến nay hơn một tháng, anh Hát chưa thấy phản hồi gì từ cơ quan chức năng. Anh Hát cho biết, sau vụ việc cháu MC bị sốc tinh thần rất lớn do đó mới đây Ông đồng ý cho cháu nợ xuống thành phố Hồ Chí Minh với người thân để thoải mái hơn về tâm lý. Trước đây MC phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn thành phố. Ba mẹ MC đi làm ăn xa, bản thân anh hát bận công việc nên đi làm thường xuyên. Người cậu ruột chia sẻ, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để bảo vệ danh dự sức khỏe cho cháu. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đã nắm vụ việc và đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm. Mới đây, tại một chung cư mini nhà ở nhiều căn hộ ở ngõ 236 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều hộ dân đang vội vã di dời đồ đạc trước sự có mặt của cơ quan chức năng và công an phường Hạ Đình. Theo quan sát, sau thời gian sử dụng nhiều cột dầm bê tông ở tầng 1, nơi để xe của chung cư mini này đã bị nứt toát. Có nơi, vết nứt chạy ngang dọc từ cột bê tông lên đến trần. Để đảm bảo an toàn, một hệ thống dàn giáo bằng sắt được hàng bắt vít quanh các cột bê tông và trần tầng 1. Bên ngoài các vị trí nguy hiểm được căng dây có dòng chữ khu vực cấm vào. Chị LH sống ở tòa nhà cho biết, từ ngày 30 Tết, cư dân phát hiện các cột ở tầng 1 của tòa nhà bỗng nhiên nứt toát. Từ đó đến nay, cư dân sống trong nỗi lo tòa nhà không đảm bảo an toàn. Chúng tôi được cơ quan chức năng đề nghị di dời xong trong chiều nay, Hy vọng các bên liên quan sớm khắc phục xong sự cố để chúng tôi được về nhà, chị LH nói. Chuyển về căn hộ 30m2 ở tầng 6 của tòa nhà từ năm 2017, anh VT cũng cho biết qua hơn 6 năm sử dụng, một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp, đặc biệt là các cột dưới tầng để xe. Sau khi nhận được đề nghị di dời để đảm bảo an toàn, gia đình anh T đã thuê một căn nhà ở phường Hà Đình để sống tạm anh Tê mong muốn việc sửa chữa phần súng cấp của tòa chung cư mini sớm hoàn thành để các hộ dân nơi đây không phải đi thuê nhà. Cột nhà bị nứt như vậy ai cũng thấy nguy hiểm, nên khi nhận được đề nghị của lực lượng chức năng, cư dân chúng tôi đều gói ghém đồ đạc đi nơi khác. Anh Tê nói thêm. Qua tìm hiểu, chung cư mini chống nạn có 6 tầng, một tầng để xe và một tum với khoảng 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay. Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, trước khi di dời tất cả các hộ dân trong tòa chung cư mini này đã họp bàn và có phương án xử lý dưới sự giám sát của chính quyền sở tại. Theo bí thư quận ủy Thanh Xuân, người dân đã mời đơn vị tư vấn vào đánh giá toàn bộ hiện trạng bị hư hại xuống cấp rồi đưa ra phương án khắc phục về công tác quản lý trật tự xây dựng ở quận Thanh Xuân, báo cáo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện quận này có 282 tòa chung cư, 90 chung cư mini. Đáng chú ý, số công trình xây dựng sai giấy phép ở quận Thanh Xuân là 232 công trình, hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng. Liên quan đến chung cư mini tại quận Thanh Xuân, trước đó đêm 12 rạng sáng 13 tháng 9 năm 2023, chung cư mini số 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị cháy làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 3 tầng 1 tum nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xây thành 9 tầng. Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó tại quận Thanh Xuân có 5 công trình Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời khởi tố 6 cựu cán bộ lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Đình và công an phường Khương Đình để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh 71 tuổi và hai con gái là Trần Uyên Phương 43 tuổi, Trần Ngọc Bích 40 tuổi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận lần đầu. Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Anh Đồng Nai và công ty Thuận Lợi. Bà Anh có mua hai dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai. Năm 2019, do khó khăn nên bà Anh gặp ông Trần Quý Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại hai dự án trên, khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Năm 2020, bà Anh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt dự án Minh Thành có giá trị thời điểm tháng 8 năm 2020 là gần 428 tỷ đồng và chiếm đoạt dự án Nhân Thành đều của bà Đặng Thùy Kim Oanh là gần 454 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Trung có giá trị thời điểm tháng 3 năm 2020 là gần 49 tỷ đồng chiếm đoạt 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng có giá trị thời điểm tháng 11 năm 2020 là hơn 80 tỷ đồng, chiếm đoạt 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông có giá trị thời điểm tháng 9 năm 2020 là gần 39 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định hành vi của Trần Quý Thanh đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò là chủ mưu cầm đầu. Như vậy, so với kết luận điều tra hồi tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra bổ sung, lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng hai con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay theo Bộ Công an là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà các bị can buộc những doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Khi bên vay băn khoăn lo lắng về việc này, các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín tiềm năng tài chính, ký các cam kết bán lại, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản. Sau khi chủ tài sản bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Bộ công an xác định hành vi trên của Bích là theo chỉ đạo của cha. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Vương, Trần Ngọc Bích, đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tài khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Dân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật. Ngày 8 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại chính địa điểm đối với ba bị can. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Phượng, sinh năm 1971, 3 năm 6 tháng tù. Lê Thị Vân, sinh năm 1999, 2 năm 6 tháng tù. Đỗ Thị Đào, sinh năm 1958. Đỗ Thanh Nhàn sinh năm 1982 và Đỗ Thị Phiên, sinh năm 1961, 2 năm tù, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Các bị cáo đều trú tại tỉnh An Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào năm 2019, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú, ký hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuần Trung thi công cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú để phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, bị cáo Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi tiến hành thi công đến trước nhà bị cáo Phượng, thì người phụ nữ này cùng các bị cáo Nhàn, Vân, con gái bà Phượng và những người khác trong gia đình đứng ra ngăn cản, lấy nước sôi, pha mắm tôm, dọa tạc vào công nhân. Nhận được tin báo, công an xã Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ trực tự khu vực. Lúc này bị cáo Phượng dùng dẻ tẩm dầu đốt ném vào công nhân đang thi công được sự vận động của công an huyện cùng chính quyền địa phương gia đình bị cáo phượng không cản trở việc thi công riêng bà phượng được mời về trụ sở xã làm việc nhưng người phụ nữ này không chấp hành bị cáo phượng sau đó nói với bị cáo đào và gọi điện thoại cho bị cáo đỗ thị phiên là chị ruột của bị cáo phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ sau đó công an huyện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động Phượng cùng gia đình không cản trở việc thi công và mời về trụ sở làm việc, nhưng người này không chấp hành. Đồng thời, Phượng nói với Đào gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên là chị ruột của Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ. Được căng ngăn nhưng gia đình bà Phượng không chấp hành còn chửi bới và sử dụng nồi, thùng nhựa, thanh kim loại, nước sôi có pha mắm tôm, dẻ tẩm xăng, tấn công khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương. Sau đó công an lập biên bản bắt người và thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, phân, Đào, Phiên và Nhàn bị khởi tố điều tra. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, Vượng bị khởi tố điều tra.